Bây giờ là trận công đài thứ hai của lôi đài kỳ 42. Công đài là huấn luyện viên Phạm Xuân Trung Tiên, tay vợt trẻ lối đánh rất là đều và căn bản. Đài chủ là Bùi Thế Nghĩa. FBI. Đây là một trận đấu cũng xét về đẳng cấp á, thì là Nghĩa đang là trình hơn, nhưng mà thực ra là Kiên là vận động viên đã lên rất là nhanh thời gian gần đây. Chúng ta thấy các cây vật trẻ thường là có, ví dụ như trường hợp những Cao Thế Vinh, đó là những cái trường hợp sẽ tạo ra nhiều cái đột biến. Chúng ta hãy xem hôm nay bằng cái bản lĩnh và cái kinh nghiệm dày dạn hơn của mình thì đài chủ Bùi Thế Nghĩa sẽ bảo vệ đài bằng cách nào. Ở phía ngoài thì mọi người là đều không biết bắt bên nào, đều đánh giá khả năng là 5-5. Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trận đấu bắt đầu. Kia nhau bóng trước không đẹp. Xét thứ nhất. 1-0. Không hai. Nghĩa giao bóng. Một hai. Không biết nó giờ đang tập bình luận này, vô đây cứ hỏi là người được. Ba một. Quả trả bóng khó chịu bằng mặt gai. 3-2. Rất là rõ ràng cho ta thấy bóng quả gai đường bóng đi rất là khác. Nhìn vậy nhưng mà khi giật thì bóng chưa tới. Rồi kia nó mới giật hụt liên tục hai quả. Và tới bây giờ tỷ số đã được cân bằng 3-3. Hay quá. Đưa bóng rất tốt. Đây rõ ràng cái đường bóng đưa rất bình thường nhưng bóng không ra nên Kiên bị giật hụt liên tục. 4-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
96. Một quả giật xoáy 79. Quả đánh lại, phản đòn rất hay bằng mặt gai. 18. Rất ổn, quả bóng rất ngon. 19. Ăn trực tiếp vào quả giải bóng. Như vậy là set 1, Bùi Thiên Nghĩa đã thắng ở tỷ số 11-9. Tỷ số toàn cục là 1-0 nghiêng về Bùi Thiên Nghĩa.